Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 7 trích dẫn một tài liệu phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp quốc hội vừa qua cho biết luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu được rời sang kỳ họp sau là để có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến nhưng lại khẳng định việc xây dựng các đặc khu là thí điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bị công chúng phản đối dữ dội khi chuẩn bị thông qua tại kỳ họp hồi tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã phải ra quyết định lùi việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này sang kỳ họp tới vào tháng 10. Ý tưởng này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến hồi đầu tháng này khi ông hứa sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội dự luật về đặc khu. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về thời điểm cũng như quy trình thực hiện việc lấy ý kiến cho dự luật này thời gian qua dự luật đặc khu đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ đủ mọi tầng lớp dân chúng cựu đại biểu quốc hội giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết cho rằng dự luật này không những thiếu vững chắc về các cơ sở pháp lý khoa học và thực tiễn mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro giám mục công giáo hoàng đức oanh cũng cho rằng luật đặc khu đề ra nguy cơ mất nước vào tay trung quốc tháng trước nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp cả nước và ở nước ngoài nơi có người việt sinh sống để phản đối dự luật này theo tài liệu được công bố hôm 26 tháng 7, lý do lựa chọn 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được giải thích là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn nhưng có vị trí kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi. Dự kiến luật đặc khu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra vào tháng tới, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8.